Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều năng lượng, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại Biển Xanh vẫn đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km quý anh chị nhé. Hôm nay Biển Xanh xin tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất giá ngộp. Bởi vì sao Biển Xanh nói giá ngộp? Bởi vì cái lô này do chủ đất đang cần tiền cho nên là muốn bán nhanh, giá cực kỳ là rẻ. Và cái vị trí này thì vô cùng là thông thoáng, đường thông và đầy tiềm năng quý anh chị nhé. Nó nằm ngay bên cạnh là quỹ đất 15 hectare để xây khu du lịch An Tây Hồ của dự án. Và cái vị trí ngày hôm nay nó có cái diện tích là ngang 5, dài 12, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Một cái diện tích nó khá là đẹp, nếu mà mình xây cái nhà một trệt một lầu cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Ngang 5 rất là đẹp luôn. Và vị trí là từ cái cây này mình đo ngang sang tới bên kia có đóng cái móc cọc bê tông cho mình là ngang 5 và dài sâu xuống dưới là 12, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy, vị trí của lô này rất là đẹp. Và phía bên kia thì chính là công viên lớp, công viên tình yêu. Mình chạy thẳng qua bên kia chính là trục chính con đường TC4 kết nối giữa công viên 7 kỳ quan và quỹ đất để xây khu du lịch An Tây Hồ. Và đường trước đất là đường rộng 8m, thông thoáng quý anh chị nhé. Đây, mình chạy vào phía trước chính là quỹ đất để xây khu du lịch An Tây Hồ, vô cùng là thông thoáng. Và bên kia thì nhà cửa xây dựng năm nay cũng mọc lên rất là nhiều. Và cái giá thì cực kỳ là rẻ, chỉ có 700 triệu là bao sang tên công chứng. Giá này là giá chốt không thương lượng quý anh chị nhé. Chỉ bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta mà thôi. Biển Xanh cam kết không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Ngang 5, dài 12, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Do chủ đất đang rất là cần tiền cho nên là mới bán cái giá này thôi quý anh chị nhé. Giá này là giá cạnh tranh cho nên là mình mua mình đầu tư thì có thể là lướt sóng sinh lời, hoặc là mua xây nhà để bán, hoặc là xây nhà để an cư lập nghiệp, hoặc là nó rất là vừa túi tiền thì mình có thể mua để dành cho con cháu của mình sau này, mua để dành cho tương lai của mình sau này quý anh chị nhé. Và đặc biệt là lô này là hướng đông cho nên rất là mát, nắng sáng mát chiều, mình mua để mà xây nhà an cư lập nghiệp cũng khá là tuyệt vời cho cái lô này. Một vị trí rất là nhiều tiềm năng. Trong khu này thì hình thành mới chỉ có 3 năm, kể từ khi mà mở bán đến nay thì mới chỉ có 3 năm thôi. Thời gian hình thành còn rất ngắn, sinh sau đẻ muộn, thế nhưng mà hạ tầng thì đã hoàn thiện 100%. Nước máy, đèn đường, camera an ninh và đặc biệt hơn nữa là không khí thì vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào cũng như là không kẹt xe, đặc biệt luôn là không ngập nước. Đường xá thì thông thoáng sạch sẽ, đường nhựa càng mưa thì càng sạch. Quý anh chị mình về đây để an cư lập nghiệp thì cái sức khỏe của mình nó cũng sẽ được cải thiện rất là rõ rệt. Đặc biệt là những cô chú mà đã lớn tuổi rồi thì mình nên vào những cái khu như thế này, mình sinh sống thì cái sức khỏe nó sẽ được cải thiện rất là nhiều quý anh chị nhé. Bởi vì cái không khí nó trong lành. Và trong này thì có khá là nhiều các cái công viên cây xanh lớn nhỏ cho nên thuận lợi cho chúng ta có thể là đi tập thể dục, tản bộ và ngắm cảnh thì cái tinh thần của mình nó cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Và bao bọc xung quanh đây thì có rất là nhiều các cái tuyến đường nhựa thông suốt như là quốc lộ 22, đường Phan Văn Hớn, đường Quách Điêu, đường kết nối với đường tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 10 và quốc lộ N2. Thì những cái tuyến đường này thì đều được thông suốt và kết nối với nhau là đường nhựa. Do đó mà mình di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đi về các tỉnh miền Tây thì rất là dễ dàng, nhanh chóng và thông suốt quý anh chị nhé. Nơi đây là một điểm dừng chân vô cùng là lý tưởng bởi vì giá đất, giá bất động sản còn khá là mềm so với những nơi khác như là Đồng Nai hay là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Những cái nơi đó thì giá nó đã lên rất là cao rồi. Giá liên tục là leo thang chóng mặt. Thì với cái mức thu nhập của người dân chúng ta hiện nay thì mình khó mà có thể sở hữu những cái bất động sản được như vậy. Còn như ở khu Cát Tường Phú Sinh này thì chỉ cần có 6 đến 700, nói chung là tài chính dưới 1 tỷ là mình đã có thể đi vào đây để sở hữu cho mình những cái vị trí bất động sản đầu tư sinh lời, cũng như mua để dành, mua để an cư lập nghiệp rồi quý anh chị nhé. Và cái giá này thì nó cực kỳ là rẻ cho cái lô đất ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu giá ngộp đó quý anh chị, do chủ đất cần tiền cho nên mới muốn bán nhanh.
5 x 12 60m2 chỉ có 700 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta. Và giá này là giá chốt không thương lượng quý anh chị nhé. Nằm ngay bên cạnh là công viên lớp, công viên tình yêu, trục đường chính TC4, quỹ đất xây khu du lịch An Tây Hồ, một vị trí vô cùng là tiềm năng, vô cùng là đắc địa. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018 để sở hữu ngay cái vị trí bất động sản này, đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.